Có câu nói, chết dưới bông hoa mẫu đơn thì có làm quỷ cũng phong lưu. Mọi người đều biết rằng, vì quan niệm truyền thống trọng nam khinh nữ, kỹ viện thời cổ đại đều mở ra để tiếp đón đàn ông. Nhưng cùng với sự hình thành của tư tưởng cởi mở trong thời đại ngày nay, nam sắc lại trở thành trào lưu thịnh hành trong giới thần tượng. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu với mọi người bộ phim. Trong đó, Hoa Khôi Ký Viện phiên bản được Ha Sách chỉ dựa vào sức một mình đã có thể cứu vãn được cả Lầu Xanh sắp phá sản. Ha Sách cũng giống như Vi Tiểu Bảo, đều được sinh ra ở Lầu Xanh. Mẹ của anh đã mất từ sớm, má mì trong Lầu Xanh là người đã nuôi anh khôn lớn. Đối với anh, các chị em trong Lầu Xanh thân thiết như người thân trong nhà mình vậy. Nhưng khi dần đến tuổi hiểu chuyện, anh bắt đầu thấy tò mò về phái nữ. Các cô gái trong làng cũng không đủ cho anh trêu ghẹo nữa, anh còn tính dòm ngó cả các chị em trong nhà. Sau khi bị má mì phát hiện, bà mắng anh không có trí lớn, không chú tâm học hành. Nhưng Ha Sách lại nói nửa thật nửa đùa. Con trai của kỹ nữ có học giỏi đến đâu đi nữa, cũng đâu thể tham gia khoa cử đâu. Má mì thấy anh chẳng có chút chí tiến thủ nào, không muốn nuôi một đứa ăn không ngồi rồi, liền sai người đuổi anh ra khỏi cửa. Ha Sách cũng rất vui vẻ, vác hành lý trên lưng, lượn lờ lêu lổng khắp đường, vô tình đi qua liệt nữ đường. Cái gọi là liệt nữ đường chính là nơi lập bia cho các phụ nữ trung trinh với chồng. Cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến anh thấy cảm khái. Mẹ của anh tuy thân làm kỹ nữ, nhưng sau khi bị giới quý tộc mua về nhà, thì cả đời cũng chỉ hầu hạ mỗi người đàn ông đó. Đúng lúc anh đang bùi ngùi cảm xúc, một mỹ nữ đứng bên cạnh đã nói ra những suy nghĩ giống hệt như anh. Đau khổ, phụ nữ chịu đựng sự đau khổ, phần thưởng thì lại dành cho những kẻ chẳng liên quan. Dứt lời, hai người nhìn sâu vào mắt nhau, Ha Sách còn chưa kịp hỏi tên của đối phương, cô gái đã lặng lẽ rời đi. Sau đó, Ha Sách liên tục lượn lờ ngoài đường, còn không ngừng hồi tưởng lại cảnh gặp mặt cô gái khi nãy. Đúng lúc này anh chẳng may va phải một người đàn ông khỏa thân bẩn thỉu. Ông ta nói mình là đạo sĩ dưới chân núi, lúc chuẩn bị thăng tiên thì lại gặp phải sơn tặc. Ha Sách không chịu đựng đang định tránh đi thì bất chợt lại nảy ra một ý tưởng trong đầu. Sau khi cho ông ta một bộ quần áo, anh liền dẫn ông ta trở về Lầu Xanh uống rượu, nói với người nhà đây là một vị khách mà anh tìm được. Lầu Xanh đang ế ẩm thấy có khách đến chơi, liền cho Ha Sách và ông ta vào, tiếp đãi hết sức chu đáo. Má mì vừa mới tiễn chủ nợ đi, về lại nhìn thấy đứa con vô tích sự đang đàn đúng ở nhà. Bà nổi giận đùng đùng, gô cổ cả hai thằng ra sân. Lúc này, một vị khách lấy quạt che mặt, đi qua lích anh một cái. Ha Sách lập tức nhận ra sự khác thường của người này. Tối đến, những chị em đến thăm anh kể rằng, vị khách đến chơi lúc trước quá khó chiều. Ai đến hầu hạ cũng không được, vô cùng khó tính. Nghe thấy thế, anh liền nói mình có cách xử lý. Quả nhiên vị khách đó sau khi được Ha Sách tiếp đón, liền lập tức vui vẻ, tiêu tốn rất nhiều tiền. Má mì sau khi biết được chuyện này, rất tò mò sao anh có thể làm được như thế. Ha Sách liền đắc ý nói với bà, thật ra vị khách đó là nữ cải nam trang, hoặc chính xác hơn, đó là một quả phụ đang giữ gìn trinh tiết. Bọn họ trải qua những đêm dài cô đơn, cũng muốn tìm một người đàn ông để uống rượu và trò chuyện. Nhưng trên đời này làm gì có chỗ nào để cho nữ nhân uống rượu giải trí, vì vậy họ mới cải trang đến Lầu Xanh. Vì biểu hiện xuất sắc của anh tối hôm đó, nên kỹ viện đã một lần nữa đón nhận anh. Khi đi qua cửa phòng má mì, Ha Sách tình cờ nghe thấy tiếng bà than phiền chuyện tiền nong. Ngày hôm sau, anh liền đến gặp má mì tự tiến cử mình, tuyên bố mình muốn trở thành một kỹ nam, đóng góp cống hiến cho đại gia đình Lầu Xanh của mình. Ha Sách không những thông thạo cầm kỳ thi họa, còn có một vẻ ngoài hút mắt, lại cực kỳ biết cách nói chuyện. Ý tưởng này đã nhanh chóng nhận được sự tán đồng của má mì. Bà bảo đạo sĩ đóng giả làm ăn mày, phân phát quảng cáo khắp nơi trong kinh thành. Chẳng bao lâu sau, tin Lầu Xanh có kỹ nữ phiên bản đực đã lọt vào tai của tất cả các cô, các bà giới quý tộc. Chỉ trong chốc lát, đã có vô số nữ nhân đến làm khách Lầu Xanh. Nhưng tất cả đều giả trang làm nam nhân đến gặp Ha Sách. Chỉ mấy ngày thôi, nhờ có anh mà Lầu Xanh đã làm ăn phát đạt. Anh trở thành hoa khôi nước tiếng, danh tiếng của Ha Sách cũng càng ngày càng lan rộng. Những nữ nhân muốn hẹn gặp anh càng lúc càng nhiều. Ha Sách dù có anh dũng thiện chiến, nhưng cũng có lúc cảm thấy nhọc lòng. Anh không thể cùng lúc tiếp đón nhiều khách như thế. Vậy là sau khi được sự đồng ý, anh liền tập trung hết tất cả các vị khách nữ này vào một chỗ. Trong lúc mọi người đang cảm thấy ngại ngùng, một cảnh tượng đáng kinh ngạc đã xuất hiện. Không ngờ hai mẹ con trong giới quý tộc đã bắt gặp nhau ở đây. Cả hai người đều vô cùng sửng sốt, không tin được vào mắt mình. Mọi người bỗng nhiên thấy rất khó xử. Người mẹ quý tộc bất lực thở dài, nói rằng chồng bà năm thê bảy thiếp, không có cách nào khác bà mới phải tìm đến đây. Còn con gái thân làm quả phụ, nên giữ lấy tiết hạnh, không nên mua vui trốn Lầu Xanh. Nhưng Ha Sách ngồi cạnh nghe thấy lời dạy dỗ này, lại phát biểu ý kiến riêng. Anh đứng trên lập trường của phái nữ, nói rằng làm thế thì có gì là không phải. Nam nhân thì suốt ngày rượu chè gái mú, còn các phu nhân chỉ đến đây để tìm chó tiêu khiển, giải sầu mà thôi. Chẳng có gì đáng chê trách cả. Lời lý luận của anh đã nhận được sự tán đồng của mọi người. Nói dứt lời, anh liền bắt đầu biểu diễn một vũ điệu. Anh say mình múa lượn mua vui cho những nữ nhân này. Với nỗ lực cống hiến hết mình của anh, Lầu Xanh bắt đầu buôn bán tấp nập hẳn lên. Ha Sách còn dẫn theo các chị em ra phố mua sắm trang sức. Trong đó có một cô gái tên Su Dung có quan hệ thân thiết với anh. Cô chọn một cây châm cài và nói với Ha Sách, đợi đến khi nào lấy chồng, cô sẽ dùng nó để cài tóc. Ha Sách nghe xong,
đang chế giễu ước mộng hão huyền của cô, đột nhiên lại vô tình bắt gặp cô gái lúc trước ở liệt nữ đường. Cô gái đó đang cùng tiểu nha hoàn hái quả hồng trên cây. Hasek nhìn cô mà ngây người, liền tiến đến bắt chuyện, còn bảo đạo sĩ đi bên cạnh, giả làm người hầu của mình, đóng giả làm công tử giới quý tộc. Sau đó anh vận dụng những chiêu trò cô gái điêu luyện, đưa quả hồng hái được cho cô gái đó. Nhưng đối phương chỉ gật đầu cho phải phép, rồi gọi nha hoàn rời đi mà chẳng để lại tên. May mà nha hoàn nể tình anh hái hồng hộ, nên đã nói tên của tiểu thư cho anh biết. Thì ra, cô tên là Hyeon. Từ đó, cái tên Hyeon đã được khắc sâu trong tim của anh. Hôm nay, nhân ngày mọi người đến chùa thắp hương, Hasek lại cố ý tạo cuộc gặp gỡ tình cờ với Hyeon. Anh lại gần xến sầm khen Hyeon xinh đẹp tựa như một đóa hoa. Lời nịnh hót này khiến đạo sĩ và nha hoàn rùng mình, mà Hyeon cũng cảm thấy ngượng ngùng. Cô đành phải một lần nữa gật đầu cảm ơn với nam nhân này. Hasek đang định tiến thêm bước nữa, dù cô đi trà đá căn hướng dương, thì lại có một kẻ lạ mặt chen ngang vào. Người đó tên là Du Sang, là con trai của quan hình phán. Anh ta trông rất tuấn tú, khôi ngô, nhưng vừa gặp mặt đã khoe khoang ra thế, khiến Hasek vốn xuất thân lầu xanh đột nhiên câm lặng. Không còn cách nào khác, anh đành phải nói lời tạm biệt sớm với Hyeon. Chẳng bao lâu sau, anh liền cưỡi ngựa đẹp đến trước mặt Hyeon mời cô đi trà đá. Lần này đối phương đã đồng ý. Trong lúc hai người đang trò chuyện với nhau, Hasek đã tìm hiểu được cô vẫn chưa đính ước. Nỗi lo trong lòng bỗng nhẹ gánh hẳn. Tiếp đó, tay anh lại không kiềm chế được mà cầm đồ ăn đưa đến bên miệng cô. Hyeon đột nhiên thấy khó hiểu trước cử chỉ kỳ cặp này. Cô không biết rằng đây là thói quen nghề nghiệp đã hình thành trong công việc hàng ngày của anh. Hasek sợ sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng ý trung nhân, vội vàng đánh trống lảng, hỏi đối phương trong mắt cô anh là người như thế nào. Có phải là mắt thanh mày tú, phong thái cao quý, vân vân. Nhưng tất cả những ảo tưởng này đều đã bị tiểu nha hoàn cắt ngang. Cô bé chế nhạo rằng anh trông có vẻ giống một kẻ lông bông hơn. Nhưng trước khi rời đi, Hyeon vẫn quyết định quay đầu lại nói với anh rằng anh không giống kẻ lông bông lưu lồng, nhưng giống thứ gì thì cô cũng không nói. Từ lần đầu tiếp xúc với nữ thần trong lòng, sau khi trở về nhà, Hasek càng ngày càng mơ tưởng. Điều này dần dần làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của anh. Nhưng may mà má mì sau khi được lợi từ việc này đã có chuẩn bị trước. Khi các khách hàng sắp hết kiên nhẫn chờ đợi, bà kịp thời giới thiệu hai khuôn mặt mới để an ủi tâm hồn của các quý bà. Hasek cũng nhân cơ hội này, hẹn cơ rút gặp mặt để dần dần tìm hiểu thế giới nội tâm của đối phương. Khi anh một lần nữa hỏi Hyeon ấn tượng về mình, cô nói trông anh có vẻ như một đứa trẻ cô đơn, vừa nóng tính, vừa làm nũng để người khác bầu bạn bên mình. Hyeon thể hiện rằng cô không hề ghét một Hasek như thế. Còn Hasek sau khi nghe được lời này, liền dùng tiếng nước ngoài nói ra câu anh yêu em. Đáng tiếc là Hyeon lại không hiểu nó có nghĩa là gì. Một ngày, Hasek đến trước phòng Su Jung. Mặc dù cô ấy sống ở lầu xanh, nhưng vẫn còn nguyên tem mác, sắp được một người khách mua về nuôi trong nhà. Giống như mẹ của anh năm xưa, cả đời chỉ hầu hạ một người. Nhưng nếu có thể lấy lòng đối phương, cô vẫn có cơ hội được người đó rước về làm thiếp. Tất nhiên, anh cũng bắt đầu tu trí học hành. Tuy không thi khoa cử được, nhưng có thể thi làm quan phiên dịch. Đến lúc đó, có thể dẫn Hyeon đi cưỡi voi. Anh đột nhiên bừng tỉnh nhận ra rằng, dù mình có ăn mặc giống một công tử con quý tộc, nhưng với thân phận thực sự này của mình, anh vẫn còn cách xa cô ấy. Thân phận kỹ nam của anh, giấu được một lúc chứ chẳng giấu được cả đời. Cùng lúc đó, sau khi biết được nam nhân của mình đã cưới thê tử khác, Su Jung đã chạy ra ngoài đường xem tận mắt. Không ngờ người đó lại chỉ lạnh lùng liếc cô một cái, không hề coi cô ra gì. Tối hôm đó, má mì định đến quan tâm hỏi han Su Jung, nhưng lại được báo tin rằng Su Jung vì quá đau lòng nên đã treo cổ tự tử ở liệt nữ đường. Khi Hasek và mọi người đến nơi, Su Jung đã chẳng còn sống sót nữa. Vì chịu sự đả kích của hiện thực tàn khốc và nỗi áy náy với Su Jung, tinh thần của anh đã chịu tổn thương nặng nề. Tối đó anh ngồi trước gương, trang điểm như mẹ mình lúc trước. Sau đó anh đến liệt nữ đường, thiêu cháy nó đi. Ngọn lửa lớn sặc mùi khói, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người quanh đó. Một quả phụ đã giữ tiết hạnh nửa đời người, vừa gào khóc, vừa chửi mắng Hasek. Nhưng khi anh quay người lại, họ nhận ra anh và không dám nói gì nữa. Hasek gào thét thảm thiết, nói rằng hãy để nhà tù đội lốt cái danh trinh tiết, khiến phụ nữ phải chịu kiếp công cùng, chết già chết mọn này hóa thành cho bụi đi. Nói xong, anh đổ rượu lên đầu mình, chuẩn bị thiêu mình trong biển lửa, nhưng lại bị Du Sang chạy đến bắt giữ, còn muốn một dao giết chết Hasek. Đồng thời, anh ta cũng nói với Hyeon rằng Hasek chẳng qua chỉ là một kỹ nam thân phận thấp hèn mà thôi. Nhưng cô vẫn quỳ trước mặt Du Sang, xin anh ta tha cho Hasek. Nhìn người phụ nữ mình yêu cầu xin cho người đàn ông khác, Du Sang vừa bi vừa hận. Nhưng đối mặt với nước mắt của cô, anh ta cuối cùng vẫn lựa chọn buông tha cho Hasek. Cuối cùng, Hasek vẫn bị bắt giam trong tù. Sau đó, Du Sang lại tới tìm Hyeon, vẫn hy vọng cô đồng ý thành thân với mình. Hyeon trầm mặc không nói gì. Du Sang hiểu được tâm tư của cô, chỉ nói một câu mình sẽ mãi mãi đợi cô. Nhìn đôi nhẫn Du Sang để lại, Hyeon cố gắng nén nước mắt. Có lẽ, gả cho anh ta là lựa chọn tốt nhất. Có lẽ Hasek căn bản chưa từng yêu cô. Và đêm trước ngày cưới, tiểu nha hoàn bỗng nhiên nói với cô. Đạo sĩ từng tới đây, nói rằng Hasek đối với cô là tình cảm thật lòng. Nghe vậy, Hyeon lập tức chạy vào đại lao.
cô chỉ muốn biết Hasek rốt cuộc có yêu mình hay không. Nhưng anh lại trả lời, anh chẳng qua chỉ là một kỹ nam, chính là loại đàn ông lợi dụng vẻ bề ngoài để lừa gạt tiền của, tình cảm người khác. Chưa bao giờ thực sự yêu bất kỳ người phụ nữ nào, bao gồm cả cô. Nghe được câu trả lời, Haewon chỉ có thể đau lòng rời đi. Nhưng khi cô đi rồi, Hasek lệ rơi như mưa. Đêm đó, đạo sĩ và má mì hối lộ lính canh nhà tù cứu Hasek ra ngoài. Để không liên lụy đến hai người họ, Hasek bảo họ ngồi thuyền đi trước, anh sẽ tìm một nơi khác để ẩn náu. Ngày hôm sau, Haewon mặc váy cưới, ngồi trên kiệu, cô sẽ trở thành tân nương của Joo-sang. Chớp mắt đã mấy chục năm qua đi, Haewon đã già rồi. Cô tình cờ được biết nơi ở của Hasek, liền muốn lên núi thăm anh. Thời gian đã qua lâu rồi, nhưng cô chưa từng quên lãng tình cảm giữa hai người. Còn Hasek thì trốn trên núi, sống ẩn dật bằng nghề bán tranh. Khi biết tin Haewon đến thăm mình, anh không đích thân đến đón tiếp, mà sai nhà hoàn tới tặng cô một bức tranh. Haewon mở ra nhìn, mới thấy đó chính là bức tranh vẽ cô hồi còn trẻ. Khi đó Hasek từng hứa, chắc chắn sẽ vẽ một bức chân dung cho cô. Cuối cùng bây giờ cô cũng đã nhận được rồi. Chỉ là không may, thời gian đã trôi qua trong nhiều thập kỷ. Haewon cảm thán bức tranh này rất đẹp, lại còn dùng tiếng nước ngoài năm đó anh từng nói. Tiểu nha hoàn nghe xong liền nói, từ đó không phải là đẹp quá, mà là anh yêu em. Haewon nghe xong bất giác rơi nước mắt. Hóa ra anh ấy đã yêu cô, nhưng tại sao anh lại không nói? Chẳng lẽ ba từ này lại khó nói như vậy sao? Haewon nhìn vào ngôi nhà gỗ trên núi. Lúc này, Hasek trên núi dường như cũng nhìn thấy cô. Hai người đứng cách một khoảng nhìn nhau, thời gian dường như trở lại quá khứ một lần nữa. Cuối cùng khi kiệu của Haewon dần đi xa, Hasek trên núi vẫn nhìn theo không rời. Video đến đây là hết rồi, nếu thấy hay hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh để mình có động lực làm được những video hay hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn.